Tình đất, tình người, linh khí đất trời hội tụ. Chính Khánh Sơn, khúc hoang ca mây núi, làm bừng lên ngọn lửa của cao nguyên. Chúng tôi muốn cho bạn nghe, nhìn và cảm nhận sự độc đáo của bản giao hưởng thiên nhiên kỳ vĩ. Chúng tôi muốn cho bạn nghe, nhìn và cảm nhận sự độc đáo của bản giao hưởng thiên nhiên kỳ vĩ, cùng bạn kết nối qua từng giai thoại lịch sử thiêng liêng, cùng bạn trải nghiệm hòa mình vào văn hóa bản sắc, hay đơn giản chỉ là cùng cười cùng nói với con người thân thiện nơi đây. Khánh Sơn có hẹn với bạn vào tháng 8 này. Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 3 năm 2024, chuỗi chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 tại quảng trường 20 tháng 11. Khánh Sơn hội tụ tinh hoa của đất trời.